Em Dũng Hương Hà Nội Audio xin được mến chào các bác. Và hôm nay là ngày 20 tháng 1 năm 2024 thì em cũng làm cái video này để giới thiệu đến toàn thể các bác một chiếc đầu DAC giải mã của Sony với mã model là Sony TA-E9000ES. Và để vào phần chi tiết video thì hôm nay em vẫn làm cái chương trình đoán ba số cuối của cái tờ tiền 10.000. Thì hôm nay em có một cái gợi ý là cái số để các bác dự đoán phần quà là từ số từ 500 đến số 800 các bác nhé. Có nghĩa là từ 500 đến 799. Đấy. Và phần quà nó là một chiếc đồng hồ Seiko, đồng hồ gỗ để bàn. Con này thì em cũng đã có hai video giới thiệu về chiếc đồng hồ này rồi. Đấy, chiếc đồng hồ gỗ các bác nhé. Con này chạy pin tiểu thì con này giờ của nó là chạy chuẩn chỉ này, không chậm không nhanh, chạy chuẩn luôn. Đấy là cái phần quà các bác đoán trúng các bác sẽ được free ship đến tận tay các bác cái chiếc đồng hồ này. Và các bác sẽ bình luận cho em ba số cuối của tờ tiền 10.000 vào video này. Thứ hai, cho em xin nút like video, và thứ ba, bấm cho em nút đăng ký kênh và bấm cho em cái chuông thông báo để vào lúc 12 giờ trưa tất cả các ngày trong tuần thì bên em sẽ lên sóng về những cái sản phẩm giải mã, về những sản phẩm CD giải mã, đầu MD giải mã. Và bây giờ thì em sẽ bắt đầu vào phần chi tiết về chiếc đầu DAC Sony TA-9000ES. Vâng, thì bây giờ em sẽ giới thiệu chi tiết về chiếc đầu Sony E9000ES. Thì chiếc đầu này thì máy nó về kèm có một chiếc điều khiển zin. Điều khiển này có cả cái bút để cảm ứng đằng sau này. Bút để cảm ứng đây. Các bác bật màn lên này. Đây là chỉnh độ sáng của màn này. Đấy, cảm ứng này. Hoặc cảm ứng bút cũng được này. Đấy là cái khiển của nó này. Chỉnh được volume trên đầu này. Đây nút volume to nhỏ đây ạ. Đấy là cái khiển của nó này. Khiển zin, khiển bàn này. Đấy. Đấy, rất to nhá. Và đi theo chiếc đầu này nữa là một cuốn sách catalog hướng dẫn. Sách zin TA-9000ES này các bác này. Đấy, sách zin tiếng Nhật nhé. Đấy. Và bây giờ thì em sẽ quay cận cảnh chi tiết chiếc đầu TA-9000ES này. Con này cực kỳ đẹp nhé. Con này thì có kích thước chiều ngang là 43cm. Chiều cao con này thì nó tầm 15-16. Và chiều sâu nó tầm 38. Và con này là máy nó nặng là 15kg. Đấy, con này rất đẹp. Em quay cho thấp xuống để quay chi tiết cho các bác xem luôn ạ. Máy đẹp như mới bác, các bạn. Đấy. Đây cái vết này vết bẩn thôi, em cũng chưa vệ sinh ạ. Và con này nó có một cái điều đặc biệt, nó là nó có tất cả là gồm có 6 đường quang vào, 5 đường quang vào và 3 đường đồng trục vào. Đấy là 8 đường số. Bởi vì bản thân con này là một con dè, con Pari. Đây. Model của nó đây ạ. Đấy. Điện 100V 65W 50/60Hz, số series của nó là 202359. Máy made in Japan và con này nó có rất nhiều đường AV vào, và con này nó có đường phông là đường Ramli này, và tất cả 5 đường quang vào và 3 đường đồng trục. Với con này nó giải mã được cho 5 TV. Đấy. Rất nhiều các cổng chức năng các bác có thể kết nối từ đầu CD này, hay là đầu băng cassette này. Có cả con này đặc biệt nó có cả một cổng phono để các bác chơi điện đĩa than cũng được này. Có thể tuner CD này, MD này, tab này, DVD, ND này. Đấy, rất nhiều đường nhá. Máy rất đẹp ạ. Và đặc biệt thì con TA-E9000ES này thì trên khiển cũng như là trên mặt máy nó sẽ chỉnh được chức năng là chỉnh bát, chỉnh giải bát này, chỉnh giải trung âm là giải mid này, và chỉnh giải cao âm là giải chép. Đấy, chỉnh được 3 giải. Và có cái volume, và trên khiển nó cũng có chỉnh được volume tự động. Đây các bác chỉ cần bấm cái volume cộng trừ này thôi, hoặc là chế độ tắt tiếng muting. Đấy, khiển zin của nó đây ạ, khiển rất to nhá. Và con này thì đây là hai cái phím chức năng để mình chỉnh bát chép này. Và con này có chế độ chơi hai kênh, hoặc có thể chơi chế độ sub rao.
Đấy, nó có rất nhiều cái để chơi. Máy rất đẹp các bác nhé. Đây nóc máy đẹp. Đẹp xuất sắc luôn. Em quay chi tiết cho các bác một lần nữa. Con này theo đánh giá của em thì mặt mũi góc cạnh nó là không có một vết xước, lông mèo hay lông chuột nào. Và con này nó chạy 8 con giải mã CXA80422S. Và 8 con giải mã này thì nó nằm ở trong con C con MD hết số của dòng Sony là con GA 555S và con GA 50. Nhưng hai con MD đấy chỉ chạy có 2 con này chạy tận 8 con đấy. Thế nên là cái chất âm của con này thì thật sự thì cái chất âm của con GA 50 và con GA 355 thì không thể nào ăn được cái chất âm con này. Chất âm của con này cực kỳ hay và chi tiết, chất âm rất dày dặn. Đấy. Đấy, dây nguồn cũng là dây nguồn zin. Và con này thì như trên dây nguồn, để em xem cái năm sinh của nó. Con này được sản xuất vào năm 2000 đây. Trên dây nguồn nó có ghi ạ, năm 2000 ạ. Và bây giờ thì em sẽ mở cái nắp lưng này ra và cho các bác xem luôn cái ruột gan của con TAE9000S này. Thì con này thì các bác có thể dùng, các bác có đẩy mà không chỉnh được bát chép, quá dùng con này vừa làm giải mã vừa làm chức năng chỉnh to nhỏ này, chỉnh dè, chỉnh bát chép mít là cực kỳ hay, cực kỳ ok. Đấy. Vâng, em cũng đã mở cái nắp lưng cho các bác xem cái ruột gan, mảng mạch ở trên đây là mảng mạch giải mã này. Nó chạy đây, nó chạy 6 con CXA80422S này. Đấy. Và rất nhiều con CXD nữa. Đây CXD2712 này, CXD2712R này. Và đây là hai con CXD85891AR. Đấy, rất nhiều. Đây mảng mạch giải mã ở trên. Đấy. Và mảng mạch analog thì nó ở tầng dưới này. Ở dưới nó có một tầng mạch mà giải mã nữa, mà đây là hệ thống mảng mạch nguồn này, hệ thống nguồn này. Đấy. Rất đẹp luôn ạ. À. Nguồn ES này. Thì máy móc bên em thì em xin cam kết cho các bác là con này là nguyên bản 100%. Chưa có một đụng chạm một mối hàn nào cả. Rất chi là đẹp ạ. Rất nhiều IC giải mã các thứ ở trên. Và em cũng đã cắm điện 100V này. Em cắm đường AV ra, em cắm vào cái đường phông này. Và em cắm một đường quang từ TV vào. Đấy, còn những cái đường ở dưới này các bác có thể kết nối đường phono này, tuner hoặc CD hoặc MD hoặc là đầu táp đây, táp là cassette đây, rất nhiều đường nhá. Đấy. Thì bây giờ em sẽ bật nguồn lên và em sẽ kết nối từ TV cho các bác. Vâng, bây giờ em sẽ bật cái nguồn lên ạ. Em sẽ bật nguồn lên này. Và em sẽ hướng dẫn các bác chỉnh bát này, chỉnh chép và chỉnh giải mid. Thì khi nó hiện chữ chuẩn 2 kênh CH này, con này đánh chức năng là chuẩn 2 kênh. Đấy, thì nó hiện chữ sút ra wop 2 CH là 2 kênh. Các bác ấn cho em vào nút Equalizer. Đấy thì nó sẽ hiển thị là tất cả những cái cài đặt của mình, như em đang cài đặt cái EQ Press 1. Giờ em sẽ chuyển sang cập Press 2, các bác sẽ ấn vào menu cho em. Đấy, ấn vào main menu này. Đấy, các bác xoay. Đấy, thì đầu tiên là chỉnh cái bát này thì các bác sẽ tăng cộng trừ đây. Đấy, em tăng lên là tầm 5 đi ạ. Ok. Xong các bác xoay bên cái núm bên menu này. Đây là chỉnh giải cao của bát. Đây. Đấy, chỉnh từ nó là từ 99Hz lên tới 1kHz. Đấy, thì em để tầm trung thôi. Và sang phần giải mid là giải trung đi ạ. Thì em sẽ tăng lên cũng tăng lên tầm 4-5 đi, 4 đi. Tiếp tục giải phong mít là giải cao tần đấy ạ. Đấy, em cũng để tầm 6 này. Giải chép này, chép thì em sẽ cho lên 6 đi. Đấy, 6 đi. Thì tối đa của nó là 10. Đấy, em để tầm 5,5. Đấy là con này nó có một cái hay là chỉnh được bát chép mít các thứ. Đấy, như thế này là ok rồi. Bây giờ em sẽ ấn vào cái menu em tắt đi. Đây, em chọn cái hai vừa giờ này. Bây giờ em sẽ bật TV lên. Em sẽ bật volume lên. Cho tiếng lên nào.
trên khiển đây các bác chỉnh được volume nhé. Đây em ấn bấm volume tự lên này. Volume đến tầm mức 11 giờ đã to lắm rồi. Tắt chế độ EQ cho các nhé. Đây, em tắt chế độ EQ này. Đấy. Đây, em bật lên này. Đấy, bật chế độ A. Đấy, nó khác hẳn luôn các bác ạ. Đấy thì cái núm input select này các bác có thể chuyển sang kênh, các kênh này. Đấy. Đấy. Hoặc trên cái bàn phím cầm tay. Bàn phím cầm tay thì em sẽ hướng dẫn các bác sử dụng luôn. Các bác sẽ ấn cho em cái nút backlight. Đấy. Đấy, ví dụ em chọn về phần em chọn phần tab này. Chọn phần tab này. Đấy, phần tab này nó sẽ tự động chuyển sang tab này. Hay là em chọn sang phần MD DAT này. Đấy, tự động nó chuyển sang MD DAT này. Đấy, cái khiển của nó đây. Và chỉnh được volume to nhỏ này. Giờ em chọn về phần TV là phần cổng quang em vừa cắm đấy ạ. Đấy, em cho to lên. Đấy, tự động nó lên. Hoặc là có nút muting là nút tắt nhanh này, tắt tiếng này. Đấy là chẳng đang nghe mà có việc nghe điện thoại thì các bạn ấn nút tắt cho nhanh, bật lên. Auto format này thì nó sẽ hiển thị cái chế độ live PCM 48. Đấy thì Sony TA-E9000ES này thì con này em xin phép em bán là 13.500.000 đồng các bác nhá. Máy gồm có khiển và sách hướng dẫn, dây nguồn thì nó đi theo máy rồi, dây nguồn zin đi theo máy. Và con này thì bên em bán ra sẽ tặng cho các bác một dây quang, một dây AV và bảo hành cho các bác 3 tháng. Thì mọi chi tiết thông tin liên hệ thì các bác cứ liên hệ thẳng với em theo số điện thoại Zalo là 0966723489. Địa chỉ xem hàng bên em tại cầu Phùng, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội. Và bên em có giao hàng ship code toàn quốc cho các bác yên tâm. Và một lần nữa thì em cũng xin chân thành cảm ơn các bác ạ.